chào các bạn, mình đang quay cho các bạn xem con hỏa mi tương đối là thuần rồi. Hiện tại thì lông lá của nó đang ra rất là nhiều lông ống. Mùa này mùa thay lông mà vẫn thoát lại dài tốt để các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đang thay ra để nó thay thành những cái lông ống, người nhiều lông ống lắm. Cầm lồng thì nó hơi dẫy một chút nhưng mà treo tĩnh này. Một tí nó ổn định cái là nó hót tốt, mau mỏ. Yeah.